xuyên đồ. Hôm nay thì các bạn xem đôi giày được mang được mua từ Sendo. Không có thì hay lắm, không biết mua không biết như thế nào đây. Tao OK, được quảng cáo với giá 390 ngàn. Wow, quá tuyệt vời, quá đẹp. Rất là đẹp. Càng nhìn vừa dài, dài mon không? Đồ. Quá êm luôn. Đồ này quá đẹp. Trời ơi, để rất là êm luôn. Hay bị đẹp đấy. Quá đẹp. $400 thì quá rẻ, quá rẻ trong tầm giá. Đúng chất nha, rất là đẹp. Rất là vừa luôn. Đâu, đâu có đầu. Thank you, cảm ơn shop. Rất đúng, đúng hả, rất đẹp. Bye bye mọi người. Liên điểm bên dưới nha.